Với mạch chủ đề Tâm thức biển, Việt Nam hướng tới giàu từ biển, Việt Nam hướng tới mạnh về biển, chương trình sẽ mang tới cho khán giả bức tranh sống động về chiến lược biển của Việt Nam với những lộ trình bước đi để trở thành một quốc gia biển vừa mạnh về kinh tế, vừa bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hướng tới tư duy đại dương trong thời đại kinh tế mở và hội nhập toàn cầu. Mục tiêu của chúng tôi là thông qua chương trình này muốn khơi dậy cái tình yêu của người dân Việt Nam đối với biển đảo, lòng tự hào của người Việt Nam đối với truyền thống đấu tranh anh dũng, hun đúc cái quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và khai thác phát triển kinh tế từ biển, mang lại cái sự thịnh vượng cho dân tộc. Và thông qua chương trình này chắc chắn sẽ là dịp để chúng ta nhìn lại, đánh giá một cách kỹ lưỡng hơn những kết quả, những kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 36 và đồng thời cũng xác định các cái giải pháp cụ thể để kết hợp chặt chẽ hơn nữa giữa phát triển bền vững kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Chương trình được thực hiện tại quân cảng Nha Trang với sự xuất hiện của một số tàu của lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp và trực tuyến vào lúc 20 giờ ngày 12 tháng 8 trên các nền tảng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, kênh truyền hình quốc phòng, các đài phát thanh và truyền hình trên cả nước cùng nhiều cơ quan báo chí khác.